chuyển lưu. Dẫn lưu trong tiếng Anh là drainage và chuyển lưu là derivation. Dẫn lưu có nghĩa là dẫn không cho dịch nó lưu lại trong khoang cơ thể, và chuyển lưu là thay đổi hướng của dòng chảy. Chuyển lưu thì chia làm hai loại là chuyển lưu trong và chuyển lưu ngoài. Chuyển lưu trong có nghĩa là chuyển lưu nhưng mà không làm thay đổi hướng của dòng chảy, còn chuyển lưu ngoài là chuyển lưu có thay đổi hướng của dòng chảy. Chuyển lưu trong thì xin nêu ra bốn ví dụ là đặt xong đắp oxy, cái thứ hai là đặt thông niệu đạo, ví dụ thứ ba là nói dạ dày và tá tràng trong hẹp môn vị, và ví dụ thứ tư là phẫu thuật Rosenquai là nói ống mật chủ với được no. Nói như vậy là nói theo cái kiểu academic, còn nói để ứng dụng lâm sàng là dẫn lưu nghĩa là làm cho khô đi, và chuyển lưu là làm cho cái dòng chảy đó chảy đi nơi khác. Và nhưng mà có một cái từ dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da vẫn chưa hiểu là tại sao là dùng từ drainage mà không thông dụng từ derivation.